tôi dẫu đời. Xin chào anh em. Hôm nay Tuấn Audio Long An xin gửi đến anh em một bộ ghép bình dân giá rẻ cho những anh em nào về hạn chế về kinh phí và những anh em mới chơi, thì những cái bộ này sẽ đáp ứng được nhu cầu của anh em mình. Và sẵn tiện đây em test cái Amly Technic 7007 hai la mã gửi cho bác Lâm ở Cà Mau. Thì bộ ghép này thì giá rất là bình dân, chỉ hơn 7 triệu một chút xíu thôi. Giá rất là mềm mà được sở hữu Amly Nhật, loa Nhật, âm thanh cũng khá là hay. Có thể để phòng khách từ 30 đến 40 mét vuông là quá khỏe. Em xin lỗi, từ 25 cho đến 40 mét vuông. Thì lo này là lo Aurex SS435 đúp. Thì nó sở hữu một bát 25 cm và một bít giấy, một chép giấy, thùng khá là nặng và to. Đây anh em. OX435 ha. Con này cho tiếng rất là hay. Đây, chép giấy ha, mít giấy, bát 25 cm, màng giấy gân vải. Gân này là gân zin luôn nha anh em. Lo cũng còn khá là đẹp, giá rất là bình dân. Con này lo này chỉ giá nó rất là mềm mại, thì giá nó chỉ có 3.8 triệu thôi. Đó. Đây. Thùng bọng về góc cạnh cũng còn rất là đẹp luôn nè. Rồi. Màu gỗ rất là đẹp ha, sang trọng ha. Đó, em quay sơ sơ thôi. Đó. Cạnh kiết đồ liền lạc hết nha. Thì Amly Technic 7007 hay là mã đây. Amly này em cũng đã có giới thiệu rồi. Thì nó chạy 4 con sờ sắt, xanh hai đỏ và hai đen, cho chất âm rất là khá mạnh mẽ. Con này được đánh giá là cho chất âm bằng với là con Pioneer 7008 á, 7008 trơn nha anh em. Đó, thì anh em biết 7008 trơn cho chất âm rất là hay rồi ha. Và bây giờ em sẽ đi vào cái bản test ha. Bản số 3 đi. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều.
còn thương nhau nhé, xin quên đi ngày đã qua. Rồi để sở hữu bộ đôi này thì anh em hãy vui lòng liên hệ về số điện thoại 0164361245, hay anh em nào muốn mua lẻ từng món hay vẫn bán từng món ha. Dạ rồi, xin cảm ơn em rất nhiều ha.